Một hàng cơm mà rất là lâu đời từ thế hệ 9X đây này. Nhìn hàng cơm này mọi người có đoán ra là hàng nào không? Hôm nay thì mọi người cùng Bin đi trải nghiệm lại hàng cơm 123 từng hot hit một thời nhá. Cũng phải tầm 10 năm rồi thì mình mới quay lại đây ăn nè. Cơ sở mà mình ăn hôm nay là cơ sở phố Huế, nói chung là không gian cũng sạch sẽ, thoáng mát lắm, điều hòa mắt lạnh. Menu cơm ở đây thì cũng đa dạng từ các loại thịt bò, thịt lợn, thịt gà đầy đủ hết. Mình có gọi một phần cơm đùi gà cà ri. Hạt cơm thì cũng rất là bóng bẩy luôn mà sốt thì siêu nhiều. Phần đùi gà này thì được cả một cái phần má đùi công nghiệp. Sốt cà ri thì sánh mịn, ngậy béo. Cùng với đó là khoai tây và cà rốt. Trong phần ăn của mình còn có cả một chút rau củ luộc ăn cùng với cả một ruốc tôm. Phần sốt ở đây thì mình thấy hơi bị nhạt so với khẩu vị của mình. Đĩa cơm rang tôm này thì cũng khá là nhiều, đầy đủ màu sắc nhưng mà cái tôm thì cũng kiểu bé bé ở siêu thị thôi. Hương vị thì cũng không ấn tượng lắm, phải ăn cùng với xì dầu thì mới đậm đà hơn được. Từ ngày xưa đến bây giờ thì giá suất cơm ở đây không bao giờ là rẻ nhưng mà cũng đi đôi với chất lượng thôi. Nói chung là mình ăn thấy vẫn ổn và thỉnh thoảng có thể ghé lại ăn nè. Còn trải nghiệm các bạn thế nào comment cho mình biết nhé.